chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nam về cái chủ đề đấy chính là nếu các bạn nhìn thấy những dấu hiệu này ở một cô gái, hãy kết thúc mối quan hệ đó ngay. Để đảm bảo rằng trong tình yêu này bạn đang ở trong một mối quan hệ lành mạnh, có cơ hội để phát triển lâu dài và sẽ có một cái kết hạnh phúc các bạn nhé. Đâu là những cái điểm mà khi nhìn thấy mình sẽ phải kết thúc ngay đây? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Cái điểm đầu tiên, cái dấu hiệu đầu tiên mà nếu các bạn nhìn thấy ở cô gái đấy phải kết thúc luôn, đấy là trong mối quan hệ này các bạn luôn luôn là người phải chủ động nhắn tin cho người ta, chứ người ta không bao giờ chủ động nhắn tin cho các bạn. Đương nhiên trong tình yêu thì thường đàn ông sẽ có sự chủ động nhiều hơn, nhưng nhiều hơn không có nghĩa là luôn luôn và mãi mãi là như thế. Nếu một cô gái mà thực sự có tình cảm với các bạn, dù ít dù nhiều, họ sẽ có sự chủ động với các bạn. Cho nên nếu như trước đây các bạn luôn luôn là người chủ động và muốn biết tình cảm của cô gái này dành cho mình như thế nào thì hãy dừng lại đi. Chỉ cần bạn dừng lại, mà nếu như trong một thời gian mà các bạn chờ đợi mà cô ấy có nhắn tin cho các bạn, chứng tỏ rằng ít ít nhiều nhiều mình có cái nền tảng để mình có thể đi tiếp. Còn nếu không thì thôi, hãy kết thúc và bắt đầu mở lòng ra để đón nhận một cô gái khác nhé. Dấu hiệu số 2 của một cô gái mà nếu các bạn nhìn thấy sẽ phải kết thúc ngay mối quan hệ đó, đấy chính là cô gái này có bạn rồi nhưng vẫn thả thính và cho những người đàn ông khác có cơ hội để tán tỉnh cô ấy. Thậm chí cô ấy còn tán tỉnh những chàng trai khác, thả thính những chàng trai khác nữa. Thì các bạn thân mến, nếu các bạn cứ chấp nhận một cô gái như vậy thì sớm muộn gì các bạn cũng sẽ mọc sừng thôi. Cho nên là tốt nhất là mình nhìn thấy những cái dấu hiệu này sớm thì mình kết thúc. Và còn một cô gái chính chuyên thì cô ấy một khi đã có người yêu rồi, cô ấy ý thức về sự chung thủy, sẽ không để người đàn ông khác có cơ hội để làm phiền cô ấy và rồi làm các bạn tổn thương đâu. Dấu hiệu số 3 của một cô gái mà nhìn thấy là mình hãy kết thúc ngay, đấy chính là cô gái mập mờ trong mối quan hệ của các bạn để lợi dụng các bạn. Cô ta không hẳn nói rằng cô ta thích bạn đâu, cũng không chấp nhận lời ngỏ lời yêu của các bạn đâu. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ mập mờ, thỉnh thoảng các bạn ngọt ngào, cô vẫn cho ngọt ngào. Thỉnh thoảng các bạn nắm tay, đôi khi còn cho nắm tay nữa. Thế nhưng mà cô ấy sẽ không bao giờ dứt khoát nó để cho cái mối quan hệ này nó phát triển rõ ràng hơn, mà cứ mập mờ như vậy để đôi khi nhận sự giúp đỡ từ bạn, nhận sự quan tâm của bạn, thậm chí nhận tiền và quà từ phía các bạn. Thì hãy tránh xa ngay một cô gái như vậy. Một cô gái thực sự yêu bạn mà khi có được lời tỏ tình của bạn, cô ấy sẽ rất hạnh phúc, rất vinh dự và cùng bạn bước vào một mối quan hệ rõ ràng. Đấy mới là một người con gái mà các bạn nên gắn bó. Tình huống số 4 mà nếu các bạn nhìn thấy thì phải kết thúc ngay, đấy chính là một cô gái đang ở trong một mối quan hệ hôn nhân, đang có chồng hoặc là đang ly thân nhá. Ly thân hay là đang có chồng mà không hạnh phúc thì dù gì cô ấy cũng là một người đang bị ràng buộc và bạn không bao giờ nên bước vào một mối tình như thế. Thứ nhất, vì bạn xứng đáng với một tình cảm trọn vẹn với một cô gái độc thân mà chỉ dành cho một mình thôi. Chứ mình không phải ở đây và dùng chung dùng đụng với ai cả, đặc biệt là trong tình yêu. Cho nên đừng bao giờ ngược đãi bản thân. Cái thứ hai nữa, nếu các bạn chấp nhận quen những cô gái này thì các bạn sẽ đau khổ. Chắc chắn là sẽ đau khổ và sẽ không thể có hạnh phúc lâu dài được. Cho nên là mình biết trước thì mình tránh ra. Mình biết giá trị của mình biết mình xứng đáng và mình cũng không đáng phải bị đối xử đau với cái sự đau khổ đó. Dấu hiệu số 5 mà nếu các bạn nhìn thấy sẽ phải kết thúc ngay, đấy chính là một cô gái khi các bạn có tiền thì yêu, mà hết tiền thì lạnh nhạt, khó chịu, bực mình. Thì vậy thì hãy biết luôn là cô gái này đến bên bạn chỉ vì tiền mà thôi. Không lợi dụng được thì cô sẽ kết thúc và khó chịu. Trừ phi bạn cùng muốn lợi dụng về thể xác của cô gái này và cùng trao đổi tiền tình. Còn nếu bạn đang tìm hiểu một mối quan hệ lâu dài để có thể gắn kết và cùng nhau làm cho nhau hạnh phúc thì đây sẽ không phải là một kiểu con gái mà bạn muốn cần gắn bó đâu. Hãy kết thúc với cô ta luôn nhé. Dấu hiệu số 6 mà khi các bạn nhìn thấy ở một cô gái sẽ phải kết thúc luôn, đấy là khi cô ta yêu bạn nhưng không bao giờ muốn là có bạn trong các kế hoạch tương lai của cô ấy và chỉ trực chờ là có mối nào ngon hơn thì sẽ yêu thôi. Có rất nhiều cô gái có cái tâm lý là mình yêu cái anh này nhưng mà chỉ là yêu tạm thời thôi, yêu tạm bợ thôi, chứ không bao giờ nghĩ là sẽ lấy cái anh này. Mình yêu anh này để bây giờ có thể anh ấy giúp đỡ mình về tinh thần, về vật chất,
vân vân. Hoặc sau này khi mà mình ra trường, hoặc là sau này khi mà mình có thể tìm kiếm được một mối ngon hơn thì mình sẽ kết thúc với cái anh này. Rất có thể bạn đã yêu phải một cô gái như vậy, nên hãy nhìn kỹ một cô gái khi có dấu hiệu này thì hãy kết thúc ngay nhá. Và cái dấu hiệu số 7 của một cô gái mà nếu các bạn muốn có hạnh phúc thì phải kết thúc với cô ta ngay, đấy chính là một cô gái dễ yêu, dễ chán, hoặc là vừa mới kết thúc với người này yêu ngay được người khác. Thì nói thẳng ra là một cô gái như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể chung thủy với một ai cả. Người ta tình cảm người ta dễ thay đổi như vậy thì làm sao mà có thể cùng các bạn xây đắp một mối quan hệ lâu dài, đúng không? Thường thì những người con gái mà người ta thực sự chung tình ấy, người ta chia tay một mối quan hệ, người ta không dễ dàng để bắt đầu một mối quan hệ mới đâu. Hay ít nhất nó cũng cần thời gian cho cô ấy để có thể xóa nhòa cái vết thương cũ đi. Hoặc là người ta hoàn toàn có thể quên được người cũ thì người ta mới bắt đầu một mối quan hệ mới. Chứ không phải là một cô gái vừa chia tay người này nói đã đau khổ lắm, sâu đậm lắm nhưng vẫn yêu được ngay một cái anh mới. Thì đừng bao giờ yêu một cô gái như vậy các bạn nhá. Ngay cả khi các bạn gặp cô ấy, khi mà cô ấy vừa mới kết thúc với người kia rồi, xong rồi cô ấy nhận lời yêu mình luôn, thì đừng vội vui mừng. Vì bạn đang phải yêu phải một cô gái rất dễ yêu. Và người ta dễ yêu bạn thì người ta cũng dễ chán bạn và dễ rời bỏ các bạn thôi. Cho nên hãy biết rằng mình xứng đáng với một cô gái mà có đầy đủ cái sự nghiêm túc và sự chung thủy trong tình yêu các bạn nhá. Dấu hiệu số 8 của một cô gái mà bạn phải kết thúc ngay lập tức và đừng bao giờ cho cô ta bất kỳ một cơ hội nào để tiến gần với bạn, đấy chính là một cô gái đã phản bội bạn xong rồi lại còn đòi quay lại với các bạn nữa. Các bạn thân mến, hãy cho cô gái quen bạn biết rằng một khi mà cô ấy lựa chọn phản bội bạn thì sẽ không bao giờ có một cơ hội thứ hai nào cho cô ấy để có thể quay lại cuộc sống của bạn đâu. Hãy cho cô ấy biết rằng một khi đã rời bỏ bạn, nếu mà có đầy đủ đạo đức để yêu một người kia thì đôi khi nghĩ đến bạn còn tôn trọng. Chứ còn đã phản bội rồi xong rồi lại quay lại đòi xin cơ hội ấy, thì bạn chỉ có một chữ là khinh thôi. Hãy nói rõ ràng và đanh thép như thế để bất kỳ cô gái nào bước vào cuộc đời của bạn, người ta cũng có ý thức rõ ràng về sự chung thủy. Như vậy, đó là nền tảng để các bạn sẽ có hạnh phúc trong tương lai. Dấu hiệu số 9 mà nếu các bạn nhìn ra ở một cô gái hãy kết thúc ngay, đấy là một cô gái khi tức giận dùng những lời lẽ thô tục, thiếu văn minh để nói chuyện với các bạn. Các bạn thân mến, khi người ta tức ấy, người ta có thể nói ra những cái câu mà làm tổn thương bạn, nhưng mà nó cũng ở một mức độ, cái gì thế nó phải có giới hạn thôi. Chứ còn một cô gái mà tức xong rồi dùng những cái lời lẽ cực kỳ thô tục, thiếu văn minh để nói chuyện với các bạn ấy, thì các bạn cũng phải biết rằng nó thể hiện bản chất của cô ấy. Không có gì để bao biện cho điều đó cả. Một người văn minh mà ngay cả bạn cũng thế, khi mà tức giận chúng ta có thể nói ra những cái lời làm tổn thương nhau, thế nhưng mà không bao giờ có cái chuyện là quá thô tục và những lời lẽ nó thiếu văn minh được, đúng không? Hãy có một quan điểm rõ ràng trong tình yêu là ngay cả khi chúng ta phải chia tay nhau, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau với sự văn minh, chứ không bao giờ là sự xúc phạm quá sâu sắc bằng những lời lẽ thô lỗ các bạn nhá. Và cái dấu hiệu số 10 mà khi các bạn nhìn thấy sẽ phải kết thúc luôn ấy, đấy là cô ấy vẫn còn liên hệ với người yêu cũ, vẫn còn làm bạn với người yêu cũ. Các bạn thân mến, có thể nhiều bạn nghĩ rằng việc làm bạn với người yêu cũ, liên hệ với người yêu cũ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà theo quan điểm của mình, nó là không bình thường một chút nào cả. Vì bản thân mình không bao giờ liên hệ với người yêu cũ. Không phải là vì mình hận, hay là vì mình ghét, hay là gì cả. Vì đơn giản mình không muốn bất kỳ một cái điều gì đó nó trong quá khứ, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của mình. Nếu mà mình chưa có người yêu cơ, hoặc là mình chưa có chồng cơ, mình chưa có một ai mới cơ, thì mình có thể liên hệ với người yêu cũ không sao, bởi vì nó chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng bây giờ mình đã có người yêu, mình đã có chồng rồi, mình phải quan tâm đến cảm xúc của người chồng, người yêu của mình chứ, đúng không? Mình thể hiện cái sự tôn trọng của mình với người yêu, người chồng của mình bằng cái việc là mình không bao giờ để cho bất kỳ một cái người cũ nào hoặc một người khác phái nào có cơ hội để làm người mình yêu bị tổn thương hết. Thì đấy nó thể hiện cái sự tôn trọng của mình, cũng như cái sự chung thủy của mình, cũng như một cái nền tảng để mình có được hạnh phúc trong tương lai. Còn nếu như họ vẫn liên hệ với nhau, họ đã từng yêu nhau, họ đã từng ngọt ngào với nhau, rồi họ quay lại với nhau lúc nào không biết, đừng bao giờ để cái tình huống đấy xảy ra với mình. Hãy biết rằng mình xứng đáng và có giá trị để yêu được một cô gái biết gìn giữ cái mối quan hệ hiện tại như thế nào. Và đừng bị lụy trong tình yêu các bạn nhá. Đừng bị lụy mà khi nhìn thấy những biểu hiện này hãy kết thúc nó ngay, để đảm bảo rằng người phụ nữ đến bên đời bạn sẽ là một người phụ nữ đi cùng các bạn dài,
đi cùng các bạn xa và sẽ cùng các bạn đến đích trong tình yêu. Chứ không phải là mình yêu nhau được một thời gian không chịu được nhau nữa thì mình phải kết thúc. Nó sẽ giúp cho các bạn rút ngắn được rất là nhiều những cái con đường vòng, để rồi mình sẽ không phải đau khổ và cứ thế mình tiến thẳng tới đích của mình luôn các bạn nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Chủ đề hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với cả các bạn đó là về giá trị của một cô gái. Giá trị của cô gái sẽ nằm ở đâu? Video trước ấy, mình đã chia sẻ với các bạn về tiêu chuẩn về giá trị của một cô gái. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể hơn về giá trị của một cô gái nằm ở đâu. Giá trị của một cô gái sẽ thể hiện như thế nào trong tình yêu? Giá trị của một cô gái sẽ thể hiện ở những cái tiêu chuẩn trong tình yêu. Nếu mà một cô gái mà không có tiêu chuẩn trong tình yêu thì điều đó chứng tỏ rằng cô gái đó sẽ không có giá trị. Một cô gái có giá trị là một cô gái có tiêu chuẩn khi mà mới bước vào tình yêu. Có thể có một cô gái họ sẽ không, có nghĩa là họ chưa biết rằng cái tiêu chuẩn, họ chưa biết đặt ra những cái tiêu chuẩn. Và nhiều khi các cô gái cứ nghĩ rằng những cái tiêu chuẩn đó, những cái tiêu chuẩn mà họ đặt ra ấy thì sẽ làm cho người đàn ông họ cảm giác như là cô ấy như kiểu là kiêu căng. Nhiều người sẽ nghĩ rằng thực không phải là mình quá là tài giỏi mà kiêu căng như thế. Đấy, chính vì cái suy nghĩ như thế nên là các cô gái không đặt ra những cái tiêu chuẩn cho mình. Chính điều đó sẽ làm cho các cô gái mất giá trị. Vậy mình sẽ chia sẻ rất rõ ràng cho các bạn xem là những cái tiêu chuẩn trong tình yêu thì nên có những cái tiêu chuẩn như thế nào để trở thành một người con gái có giá trị trong tình yêu. Thì theo mình, một cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là tiêu chuẩn về sự chung thủy. Phải là mình có đặt ra một cái tiêu chuẩn là người đàn ông đến với mình phải chung thủy, mà ngay chính bản thân mình trước khi mà muốn một người đàn ông hay bất kỳ một người nào có một cái sự chung thủy với mình thì trước hết mình phải là một người chung thủy. Trước hết mình phải là một người chung thủy thì mình mới có thể là muốn người ta chung thủy với mình. Khi mà bước vào tình yêu, bạn không đặt ra cái tiêu chuẩn một người đàn ông phải chung thủy, hoặc bạn chia sẻ với người đàn ông đó sự chung thủy thì chắc chắn rằng họ sẽ không biết được điều đó. Bạn phải chia sẻ với họ, hoặc bạn có một cái tiêu chuẩn về sự chung thủy như này. Nếu mà họ không đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó thì bạn lại phải có bản lĩnh. Khi mà bạn đặt ra tiêu chuẩn đó, bạn phải có cái bản lĩnh để mình có thể làm chủ cái tiêu chuẩn đó. Khi bạn đưa ra một cái tiêu chuẩn, bạn phải thực hiện đúng những cái tiêu chuẩn đó. Khi mà họ không đạt được cái tiêu chuẩn đó, cho dù tất cả những cái điểm của họ đều là điểm tốt hết mà chỉ có một điểm đó là họ không chung thủy, bạn cũng cần phải biết được rằng mình cần phải mạnh mẽ để bước đi, để tìm người ta chung thủy hơn. Theo mình, trong tình yêu thì cần phải có một cái sự thẳng thắn trong tình yêu. Khi mà bước vào tình yêu, bạn cũng có thể chia sẻ với người mình yêu về cái sự thẳng thắn trong tình yêu. Nếu mà khi mà yêu thì hãy nói yêu, còn đâu mà khi mà hết yêu rồi thì chúng ta cũng cần phải chia sẻ với nhau. Chia sẻ với nhau để mình hiểu rằng bây giờ chúng ta đã hết yêu rồi. Chứ không phải là khi mà yêu bạn ấy, họ chán bạn rồi, họ cứ yêu hết cô này đến cô kia, sau đó các cô kia lại không bằng bạn, các cô kia lại bỏ người ta hết và người ta lại quay lại với bạn. Khi mà bạn chia sẻ thẳng thắn với người yêu thì người ta cũng hiểu được cái quan điểm của bạn, và họ chắc chắn là họ sẽ phải tôn trọng bạn. Khi mà bạn có những cái giá trị đó thì chắc chắn rằng người ta sẽ tôn trọng bạn. Theo mình thì tiêu chuẩn tiếp theo trong tình yêu đó là đối phương ấy phải biết quan tâm đến nhau. Hai người cũng phải biết quan tâm đến suy nghĩ và tâm tư của nhau. Có như thế thì tình yêu mới bền vững được. Một khi mà đối phương không biết quan tâm đến những cái suy nghĩ của nhau thì điều đó sẽ không tạo lên một tình yêu hạnh phúc. Theo mình, cái quan điểm cuối cùng của một cái tiêu chuẩn trong tình yêu đó chính là sự chân thành. Sự chân thành, bao giờ cái sự chân thành luôn được đánh giá cao. Trong tình yêu mà không có sự chân thành thì chắc chắn rằng đó, tình yêu đó sẽ không bao giờ hạnh phúc. Chỉ có sự chân thành thì tình yêu mới có thể hạnh phúc được. Bởi vì khi người ta đến với nhau bằng sự giả dối thì kết thúc bằng một sự giả dối. Khi mà yêu nhau, người ta đến với nhau bằng sự chân thành, chắc chắn người ta sẽ nhận được sự chân thành mà mình đáng được hưởng. Ngoài cái tiêu chuẩn về tình yêu như trên thì những cái kiểu như là để tạo nên giá trị của một cô gái khi mà các bạn mới quen một ai đó ấy,
thì mình sẽ chia sẻ với bạn 6 lý do khi mà bạn mới quen một chàng trai mà để cho chàng trai đó sẽ thấy bạn là một cô gái có giá trị như thế nào. Lý do thứ nhất để một chàng trai thấy bạn có giá trị đó là bạn ít liên lạc với người ta. Nếu bạn suốt ngày liên lạc với người ta thì chắc chắn người ta thấy người ta là quan trọng. Bạn chắc chắn bạn không quan trọng. Bạn suốt ngày liên lạc với người ta, bạn bám theo người ta thì chắc chắn rằng bạn không có giá trị rồi. Khi mà bạn ít liên lạc với người ta hơn, nhiều khi họ nhắn cho bạn 2 cái tin, bạn mới nhắn lại 1 cái tin, hoặc là người ta gọi cho bạn 2 cuộc điện thoại, hoặc là người ta gọi 3-4 cuộc điện thoại, bạn mới gọi cho người ta 1 cuộc, thì điều đó chứng tỏ bạn có giá trị. Lý do thứ hai mà bạn trở nên có giá trị đó là khi mà họ mời bạn hẹn hò mà bạn đồng ý ngay thì điều đó chứng tỏ bạn chưa có giá trị. Một cô gái có giá trị thì khi mà mới lần đầu mà họ mời bạn hẹn hò thì bạn chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Ít nhất là phải lần thứ hai thì mới đồng ý, thì điều đó chứng tỏ về giá trị của bạn. Còn khi mà họ mời phát bạn đồng ý ngay thì chắc chắn rằng bạn chưa có giá trị. Lý do thứ ba để bạn trở nên có giá trị hơn đó là bạn hãy để cho người đàn ông nhắn tin, chủ động nhắn tin cho bạn, chứ không phải là bạn suốt ngày bạn chủ động cho người ta xong đầu không thì người ta lại không chủ động với bạn. Hãy để cho người ta chủ động nhắn tin cho bạn, điều đó chứng tỏ bạn có giá trị. Lý do tiếp theo chứng tỏ bạn có giá trị đó là bạn trả lời tin nhắn lúc nhanh, lúc chậm sẽ làm cho người ta cảm thấy tò mò, người ta cảm thấy thích thú. Lý do thứ 5 chứng tỏ bạn có giá trị đó là có những khi bạn sẽ chủ động nhắn tin cho người ta, chủ động liên lạc với người ta. Khi mà người ta đã chủ động quá là nhiều rồi nhá, khi mà một người đàn ông chủ động quá là nhiều, họ liên lạc với bạn quá là nhiều, thì đôi khi có những khi bất ngờ bạn lại chủ động liên lạc với người ta thì chắc chắn rằng bạn có giá trị, thì chắc chắn rằng người ta sẽ rất thích luôn, điều đó chứng tỏ bạn có giá trị. Và lý do cuối cùng là lý do thứ 6 thể hiện bạn có giá trị, đó là bạn là một cái người bí ẩn. Một người bí ẩn sẽ luôn luôn khiến người đàn ông họ thấy thú vị. Họ rất thích một người phụ nữ bí ẩn bởi vì họ luôn muốn chinh phục. Người đàn ông luôn muốn chinh phục, họ muốn khám phá những cái gì mới. Bạn chia sẻ hết với họ về cuộc sống của mình, về công việc của mình, tất tật họ chia sẻ hết và họ không có gì để tìm hiểu với bạn thì chắc chắn rằng họ sẽ không thấy bạn thú vị. Khi mà họ thấy bạn thú vị là khi mà họ thấy bạn như là một cái câu chuyện ấy, đọc mãi rồi mà vẫn chưa thấy hết. Khi mà họ cứ tìm hiểu bạn được điều này thì lại mở ra cho họ một cái điều mới, như là một cái câu chuyện. Khi mà họ biết được cái câu chuyện này về bạn, họ lại tìm được một cái điểm ở bạn ấy, họ lại biết được thêm một cái câu chuyện khác. Và khi mà tìm hiểu bạn, họ thấy rất là thú vị. Những cái bí ẩn của bạn làm cho họ rất thích, họ tăng cái trí tò mò của họ, thì điều đó chứng tỏ rằng họ chắc chắn rằng họ sẽ rất là say mê bạn. Họ thấy bạn là rất có giá trị. Trên đây là những cái hành động thể hiện một cô gái có giá trị, các bạn có thể tham khảo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.